Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa qua Chủ nhật thứ 32 hôm nay đề cập đến vấn đề sự sống đời sau sẽ như thế nào sau khi kết thúc sự sống đời này. Một cách thông thường, ai cũng muốn sống và người ta sợ nói đến cái chết. Nhiều người, nhiều quan điểm, thậm chí nhiều tôn giáo cũng đưa ra những lý lẽ khác nhau về sự sống đời sau. Kitô giáo cho rằng con người sinh ra là để sống mãi, cái chết chỉ là cánh cửa mở vào cõi vĩnh hằng, đời sau mãi mãi là một mầu nhiệm. Thế nhưng hôm nay Chúa Giêsu vén mở một phần nào bức màn đời sau cho chúng ta. Đời sau khác hẳn đời này. Con người sống như các thiên thần, họ chỉ lo phụng sự và ca ngợi Thiên Chúa, vì họ là con cái Thiên Chúa, con cái sự sống lại. Đời sau không còn bóng dáng của sự chết. Thánh Âu-tinh nói rằng tâm hồn của tôi sẽ mãi luôn khắc khoải cho tới khi tôi gặp được Chúa. Xin cho lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra, dù làm gì đi chăng nữa, dù chúng ta là ai trong cuộc sống đời này, thì tất cả cuộc hành trình đều phải hướng tới nguồn cội, hướng tới đấng mà người luôn yêu thương, tha thứ và đón nhận chúng ta vào nơi ở của người, để rồi ta phải ý thức sống tốt ngay từ cuộc sống đời này. Kính thưa ông bà anh chị em thân mến, nhìn vào cuộc đời của một con người, chúng ta thấy ngày sinh ra là khởi điểm. Tiến bước qua những chặng đường cuộc sống của con người thì cuối cùng là con người đi tới cái chết. Và cái chết đó là cái đích điểm cuối cùng của một đời người. Mỗi người chúng ta sinh ra ở trần gian này, ai cũng trải qua cuộc hành trình đời người giống như vậy. Sinh, bệnh, lão, tử. Con người sinh ra đau yếu, bệnh tật, già lão, rồi chết. Với cái nhìn bi quan, có người đã cho rằng chết là một sự phi lý. Kẻ khác lại quan niệm cái chết đó là dấu chấm hết của một đời người đầy bi thảm. Đó là những người tin rằng cái dấu chấm hết nơi mộ phần, nơi dựng chân ở nơi ngôi mộ của mình là một sự kết thúc của đời người. Sau cái chết chẳng còn gì cả. Họ không tin có sự sống đời sau. Trong số những người không tin vào sự sống đời sau, có những người thuộc phái Sa Đốc thời Chúa Giêsu mà bài tin mừng hôm nay thuật lại. Vì không tin vào sự sống đời sau nên khi nghe Chúa Giêsu nói về việc kẻ chết sống lại, họ đã đặt ra một câu hỏi nhằm chế giễu giáo lý của Chúa. Họ lý luận nếu sau khi chết người ta sẽ sống lại, thì giả sử nhà kia có 7 anh em trai, anh cả lấy vợ rồi chết mà không có con. Căn cứ vào luật thừa kế của ông Mô-xê, em kế phải lấy người vợ quá đó để có con nối dõi tông đường. Em kế này cũng chết mà không có con. Người thứ ba cũng giống như vậy cho đến hết 7 anh em. Họ hỏi, vậy khi kẻ chết sống lại thì người đàn bà đó sẽ là vợ của ai? Khi hỏi như thế, họ không cần câu trả lời, nhưng họ muốn chế giễu rằng giáo lý của Chúa Giêsu về vấn đề kẻ chết sống lại là vô lý và khôi hài.
Chúa Giêsu đã trả lời. Ngài giải thích rõ ràng việc người chết sống lại là điều được căn cứ trên Kinh Thánh. Vì Thiên Chúa đã phán: Người là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của người sống. Vì thế các tổ phụ đó tuy đã chết, nhưng họ vẫn là người sống. Thân xác của họ sẽ sống lại. Rồi Chúa Giêsu còn giải thích cho phái Sa Đốc hiểu: sau khi sống lại, người ta không còn sống theo những cái điều kiện đời này nữa, tức là không còn cưới vợ lấy chồng nữa. Tất cả mọi người đều hướng về Thiên Chúa như là cái hạnh phúc đích thực và chân thật. Người sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Và kính thưa ông bà anh chị em, như vậy chết không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu. Chết là khởi đầu cho một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh hằng. Cái chết là điểm dừng chân để con người bước vào sự sống đời đời. Đây là niềm tin của người Kitô hữu. Vì thế trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn tuyên xưng: tôi trông đợi kẻ chết sống lại, tôi tin vào sự sống đời sau. Và trong Kinh Tiền Tụng, Ngài cầu cho các tín hữu qua đời, chúng ta cũng xác tín: lạy Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và nơi cư ngụ ở trần gian bị hủy diệt thì chúng ta sẽ được vào cõi sống vĩnh cửu ở trên trời. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Ngài đã khởi đầu đời sống làm người với ngày Giáng sinh, đã tiến bước trong hành trình đời người với những thăng trầm của cuộc sống, với những thành công và thất bại. Với người không có đức tin, họ cho cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một thất bại ê chề, là dấu chấm hết cho cả sự nghiệp của Ngài. Nhưng dưới ánh sáng đức tin, Chúa Giêsu đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Đây là chóp đỉnh của niềm tin Kitô giáo. Đây là niềm trông cậy bất diệt vào sự sống. Ánh sáng sẽ bừng lên trong bóng tối, là ánh sáng dẫn đưa người tín hữu vượt qua nỗi lo âu, sợ hãi và thất vọng khi đối diện với cái chết. Niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh là chìa khóa mở tung cánh cửa đầy bí ẩn của sự chết, để chúng ta cùng với Ngài bước vào ánh sáng vinh quang. Tuy nhiên, để chúng ta được vượt qua cái dấu chấm hết của cuộc lữ hành trần gian và sống lại với Chúa Kitô, Ngài đòi chúng ta phải có niềm tin. Ai tin vào Chúa thì có sự sống đời đời. Vì thế trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, hay là chúng ta sẽ khởi hành từ Đức Kitô, chúng ta tiến bước trên cuộc hành trình này như Chúa, tức là trên con đường thập giá. Nơi dừng chân đó là đồi Can Vê, và rồi chúng ta sẽ cùng sống lại với Chúa Kitô để bước vào ánh sáng phục sinh vinh quang. Tuy nhiên là chúng ta hãy nhớ là chúng ta cần phải thực hiện cái cuộc vượt qua ngay trong hiện tại này, hay là vượt qua với con người cũ đầy thói hư tật xấu để mặc lấy con người mới của Chúa Kitô. Chúng ta hãy vượt qua cái tôi ích kỷ thấp hèn để đến với tha nhân bằng
tinh thần quảng đại, bác ái, yêu thương. Tóm lại, kính thưa ông và anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở tất cả chúng ta là mỗi người chúng ta là một hạt lúa được gieo vào lòng đất trần thế. Chúng ta phải biết thối đi, tức là chúng ta phải biết chết đi với cái con người tội lỗi của mình. Chúng ta phải biết đóng đinh mình vào thập giá với Chúa, và chúng ta cùng chịu mai táng với Ngài, để rồi chúng ta cũng sẽ được phục sinh vinh quang với Ngài. Vẫn là một tấm lòng trung trinh, qua bao năm dài ôm ấp môi tình Ngài. Vẫn là một tấm lòng thủy chung, với Ngài qua những khó khăn nhọc nhằn. Còn mãi muôn đời không phai, dẫu ngày mai bao đắng cay âu sầu. Tình càng lâu yêu thương thắm càng sâu, tình vẫn như ban đầu càng đẹp màu Chúa ơi. Tim con vang khúc ca cảm tạ, ôi Chúa là nguồn suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Này hồn con cất lời ca cảm mến, tri ân tình Ngài đã thương đôi. Chúa ơi, trọn đời ghi khắc mãi, trong tay Ngài con hiến dâng trọn đời, được tin yêu đẹp ngời. Vẫn là cuộc sống đầy tin yêu, sau bao năm dài vui bước trong tình Ngài. Vẫn là cuộc sống đầy mến thương, cho dù có những trái ngang đoạn thương. Tình Chúa khơi động tim con, thúc giục con vui sống cho muôn người. Một đời con không mang điều chi, chẳng biết yêu điều gì ngoài một mình Chúa. Tim con vang khúc ca cảm tạ, ôi Chúa là nguồn suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Này hồn con cất lời ca cảm mến, tri ân tình Ngài đã thương đôi. Chúa ơi, trong đời ghi khắc mãi, trong tay Ngài con hiến dâng trọn đời, được tin yêu đẹp ngời. Hôm nay Chúa đổi thay nhiều lần. Vẫn là cuộc sống đầy khát khao, mong được sao có trái tim như Ngài. Để mãi muôn đời yêu thương, con trở nên như mũi mến cho đời. Dù còn bao nhiêu yêu nỗi đời con, tình Chúa thương vẫn còn, mời gọi con hiến thân. Tim con Chúa là nguồn suối ấm dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Này hồn con cất lời ca cảm ơn, tri ân tình Ngài đã thương đôi. Chúa ơi, trọn đời ghi khắc mãi, trong tay Ngài con hiến dâng trọn đời, được tin yêu đẹp.
đường tin yêu.